Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi hàng ngày ngày 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch của 12 con giáp. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem trong ngày mới này con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn, con giáp nào sẽ phải đối diện với những xui xẻo để có thể chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Âm lịch là ngày 14 tháng 3 năm 2023, tức ngày Tân Dậu, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão, tiết khí Cốc Vũ. Giờ hoàng đạo trong ngày hôm nay, Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ tư mệnh, Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ Thanh Long, Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ Minh Đường, Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Kim Quỹ, Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Bảo Quang, Bình Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo, Kỷ Sửu từ 1 đến 3 giờ Câu Trận, Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Thiên Hình, Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ Chu Tước, Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ Bạch Hổ, Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Thiên Lao, Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ Nguyên Vũ. Ngũ hành niên mệnh Thạch Lựu Mộc, ngày Tân Dậu tức Can Chi tương đồng là ngày Cát. Nạp âm Thạch Lựu Mộc kỵ tuổi Ất Mão, Kỷ Mão, ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Dậu, lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim Cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý và Tuyệt Dần. Xem ngày tốt xấu theo trực. Trực chấp tốt cho khởi công xây dựng, tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Tuổi xung ngày là Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi. Tuổi xung tháng là Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Về sao tốt, địa tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, nguyệt giải, lục hợp, ngũ hợp tốt mọi việc, phổ hộ tốt mọi việc, cưới hỏi, xuất hành, tìm đường hoàng đạo tốt mọi việc. Về sao xấu, theo Ngọc Hạp Thông Thư, hoàng vu xấu mọi việc, ly sàng kỵ cưới hỏi. Ngày kỵ, ngày 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch là ngày nguyệt kỵ. Mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Hướng xuất hành, kỷ thần là hướng Tây Nam, tài thần là hướng Tây Nam, hắc thần xấu nên tránh là hướng Đông Nam. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sau trần ngũ hành thủy, động vật dẫn hay còn gọi là run. Trần thủy dẫn lưu trực tốt, tướng tinh con run chủ trị ngày thứ tư. Nên làm, khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành, kiêng cữ việc đi thuyền. Ngoại lệ sau trần gặp ngày Tỵ, Dậu, Sửu đều tốt, gặp ngày Sửu vượng địa, tạo tác thịnh vượng, gặp ngày Tỵ đăng thiên là ngôi tôn đại, mưu động ắt thành danh. Nhân thần, ngày 14 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ châm chích tại những vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong, giờ xích khẩu xấu từ 11 đến 13 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ, xuất hành giờ này hay xảy ra cãi cọ, gặp chuyện không hay. Giờ tiểu cát tốt từ 1 đến 3 giờ và từ 13 đến 15 giờ. Rất tốt lành,
xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời. Giờ không vong tuyệt lộ xấu từ 3 đến 5 giờ và từ 15 đến 17 giờ. Đây là giờ đại hung rất xấu, xuất hành giờ này mọi chuyện đều không may. Giờ đại an tốt từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Xuất hành giờ này mọi việc đa phần đều tốt lành, muốn cầu tài đi hướng Tây Nam. Giờ tốc hỷ tốt từ 7 đến 9 giờ và từ 19 đến 21 giờ. Xuất hành giờ này gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến, nên chọn buổi sáng thì tốt hơn. Giờ lưu niên xấu từ 9 đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ. Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo thì nên hoãn lại. Ngày xuất hành theo khổng minh, ngày thanh long đầu tốt xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi, mọi việc đều thông đạt cả. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi của từng con giáp trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Đầu tiên là tử vi của con giáp tuổi Tý. Càng chi thân dậu, thiên can tân kim, địa chi dậu kim và mệnh chủ Tý thủy. Tiếp nối tử vi trong ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023 thì hôm nay tương phá hãm hại khiến cho tuổi Tý khá mệt mỏi trong công việc. Đi xa công tác dễ gặp tai họa bất ngờ, buôn bán vắng khách, có kẻ ném đá giấu tay. Nay bạn nên hạn chế ăn nói bừa bãi, không phô trương, không đi xa để bình an vô sự. Tuy nhiên, tiền bạc vẫn khá ổn định nhờ có thực thần chiếu cố. Con giáp này có thêm thu nhập từ nghề tay trái hoặc được người khác cho đồ ăn, tặng quà. Ai có thân hình càng đầy đặn càng dễ có tiền, nhất là những bạn làm trong ngành hàng ăn uống hoặc kinh doanh tự do. Đường tình duyên thì có dấu hiệu tiến triển nhờ kim thủy tương sinh. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực thì mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng. Tình duyên thì cần sự thấu hiểu của bạn nhiều hơn và hôm nay bạn đã làm được. Theo dõi tử vi trong ngày hôm nay của từng con giáp tuổi Tý cho thấy, đối với người tuổi giáp Tý mệnh kim, yêu thương bản thân nhiều hơn, hạ thấp kỳ vọng xuống một chút thì sẽ đỡ đau đầu. Tử vi trong ngày tuổi bính Tý mệnh thủy, đôi khi những thứ mà bản thân bạn đang có lại là ước mơ của rất nhiều người. Tử vi trong ngày mới tuổi mậu Tý mệnh hỏa, bạn bè quan tâm tới bạn nhiều hơn mọi ngày nhưng dường như bạn lại đang phớt lờ họ. Tử vi tuổi canh Tý mệnh thổ, hãy nhìn xuống để thấy bạn hơn rất nhiều người và ngừng than vãn lại. Tử vi tuổi nhâm Tý mệnh mộc, bạn đang muốn được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn, tâm trạng gần đây cũng không ổn định lắm. Sự nghiệp trong ngày hôm nay của tuổi Tý đạt 3 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 0738, màu sắc cát tường là trắng và đen. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn và tuổi Sửu. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 17 đến 19 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi tân dậu, thiên can tân kim, địa chi dậu kim và mệnh chủ Sửu thổ. Theo dõi tử vi trong ngày mới của con giáp tuổi Sửu, thiên ấn gặp mệnh cho biết bạn tuổi Sửu là một người khá thông minh và nhanh miệng trong công việc. Ngày này có lợi cho những bạn làm bác sĩ, kỹ thuật, nghề tự do. Tiếng nói của bạn trong công việc thì được nâng cao, sự rụt rè thường ngày sẽ biến mất. Đường tài lộc thuận lợi hơn người nhờ tam hợp chiếu cố. Cuộc sống của con giáp này trở nên thoải mái hơn, dễ chịu hơn rất nhiều vì có nguồn thu nhập không ngừng tăng cao. Sự khéo léo trong việc ngoại giao, quản lý tiền bạc cũng tăng lên. Vì thế nên bạn không để một xu nào lọt ra ngoài. Cục diện thổ kim tương sinh vô cùng có lợi cho con giáp này trong chuyện tình duyên. Vốn là người khá lạnh lùng, nhưng rồi bạn sẽ bị một người làm rung động trái tim ngày hôm nay. Mối lương duyên của bạn và một ai đó ngày hôm nay sẽ lộ diện, có thể là kiếp trước bạn và họ từng quen biết nhau. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Sửu trong ngày mới cho thấy, đối với những người tuổi Ất Sửu mệnh kim, hy vọng mọi công việc của bạn đều xong xuôi, hãy nhờ đến sự giúp đỡ từ người thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, người ta khó có thể quên đi điều bạn nói trong ngày hôm nay vì nó có tính sát thương khá cao.
Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, mọi thứ sẽ tiến hành như đúng dự định, chỉ cần bạn kiên trì thì sẽ thấy hy vọng. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, hôm nay tâm trạng của bạn phấn chấn hơn rất nhiều, muốn đi chơi xa. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, dễ gặp phải người quen khi đi đến vùng đất mới, họ sẽ giúp đỡ bạn khá nhiều. Sự nghiệp trong ngày của tuổi Sửu hôm nay đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 30, 86, màu sắc cát tường là nâu, xanh, quý nhân phù trợ là tuổi Dậu và tuổi Tý. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 5 đến 7 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu có một ngày mới làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim và mệnh chủ Dần Mộc. Nhờ có chính tài nên tuổi Dần có thể phát huy tài năng và tập trung vào công việc. Bạn dễ dàng vượt qua thử thách và đón nhận mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho. Nhiều người sẽ hy sinh thời gian nghỉ ngơi để học thêm kỹ năng mới, nâng cao trình độ tay nghề của mình, giúp công việc được hanh thông hơn. Tiền bạc của bản mệnh thì khá hanh thông và thuận lợi, lương thưởng công bằng được giao cho đúng người. Bạn cũng không cần phải thắc mắc, những ai dành tâm huyết cho công việc thì hôm nay sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người có công thì trời không bao giờ phụ. Vận trình tình cảm không tốt vì gặp ngũ hành, mộc kim tương khắc, có điểm cãi nhau với bạn bè hoặc là người thân vì bức xúc chuyện tiền bạc, đi lại, không kiềm chế được sự nóng nảy của mình. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho trẻ em ra ngoài chơi, đừng cho trẻ đến gần sông nước. Tử vi trong ngày tuổi Dần cho thấy, đối với người tuổi sắp Dần mệnh Thủy, bạn cực kỳ để tâm đến suy nghĩ và đánh giá của người khác về mình. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, không nên vì một số chuyện nhỏ mà đã cảm thấy tủi thân, trách người khác sao không hiểu cho mình. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, những thứ nhỏ bé mang ý nghĩa sâu sắc có thể thực sự giúp bạn vượt qua những khó khăn ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, chuyện gì cũng muốn đợi chuẩn bị hoàn hảo rồi mới dám bắt đầu, bạn còn khá rụt rè. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, đừng nghe thiên hạ, chuyện của bản thân nên tự quyết định, gió chiều nào theo chiều ấy là không tốt. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 24, 80, màu sắc cát tường là xanh lá và xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi và người tuổi Tuất. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần có một ngày mới làm việc hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim và mệnh chủ Mão Mộc. Công việc của tuổi này thì xuống dốc vì hôm nay tương xung giáng họa. Những rắc rối liên tục tìm đến khiến cho tuổi Mão không thể ngơi tay, đầu bù tóc rối suốt cả ngày. Dạo gần đây có vẻ như bạn hay gặp tiểu nhân trong công việc, cạnh tranh nhau từng chút một, buôn bán khá vắng khách, không nhận được sự ủng hộ từ người thân. Nhưng tiền bạc thì được cứu vớt nhờ thiên tài trợ vận. Vì có nhiều việc cần tới tiền nên bạn cũng rất khéo trong việc cân đối thu chi, tiết kiệm tiền. Những khoản đầu tư hiện tại có dấu hiệu tích cực, đem lại nguồn lợi nhuận tốt cho tuổi Mão. Các bạn nên tham khảo con số may mắn trong ngày hôm nay để thử vận may xem lớn tới đâu. Vận tình cảm không tốt như bạn nghĩ. Những cặp đôi đang yêu vẫn còn bất đồng, giữa hai người có những rạn nứt ngầm. Đào hoa vượng khiến cho con giáp này dễ vướng vào tin đồn không hay trong chuyện tình cảm, hôn nhân. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Ất Mão mệnh Thủy, hãy học cách khống chế cảm xúc của mình, đừng để tất cả mọi người đều khó chịu giống như bạn. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, chưa bắt đầu đã thấy nản chí vì những khó khăn trong tưởng tượng. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, bạn hãy thực hiện nghiêm chỉnh những mục tiêu đã đề ra là nguyên tắc giúp cho bạn thành công. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, giúp bạn bè vì tình cảm, không phải vì bổn phận, nhưng toàn gặp người ăn cháo đá bát.
Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim nên để ý đến sức khỏe của bản thân mình, nhất là những ai đang gặp vấn đề về tiêu hóa. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Còn số may mắn trong ngày hôm nay 36, 87, màu sắc cát tường là xanh lục và đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Tuất, giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 5 đến 7 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão có một ngày làm việc hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim và mệnh chủ Thìn Thổ. Trong ngày mới có chính ấn chiếu mệnh nên tuổi Thìn cũng rất thông thái, nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Với bạn thì ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc nhất chính là có công việc ổn định, có thời gian dành cho bản thân. Tuy nhiên, vì quá an phận thủ thường nên con giáp này còn lười phấn đấu, muốn thành công lớn cần sự dũng cảm hơn hiện tại. Con giáp này nhờ có lục hợp soi sáng nên cũng biết cách kiếm tiền, lập kế hoạch chi tiêu, giúp tiền, đẻ ra tiền. Mặc kệ người khác nói bạn là con giáp keo kiệt, họ đâu ở trong hoàn cảnh của bạn mà họ hiểu được. Đôi khi nếu không nhờ sự keo kiệt đó thì bạn đã ngập đầu trong nợ nần từ rất lâu. Nhờ ngũ hành thổ sinh kim nên tuổi Thìn đạt nhiều bước tiến mới trong tình cảm. Tất cả những cố gắng của bạn dành cho người mình thích hôm nay sẽ được đền đáp. Tình yêu của bạn dành cho con cái cũng được thấu hiểu, nhất là những bạn đang vất vả học làm mẹ. Tử vi trong ngày của từng con giáp tuổi Thìn cho thấy, đối với những người tuổi giáp Thìn mệnh hỏa, bạn khá khó tính, bất cứ chuyện gì dù lớn hay là nhỏ thì đều muốn phải thật hoàn hảo. Tử vi trong ngày tuổi Bính Thìn mệnh thổ, bạn đừng quá dễ dàng bỏ qua cho sự thờ ơ, sự xúc phạm hay là sự phản bội của người khác đối với bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, may mắn là có tổ tiên nâng đỡ nên tránh được họa lớn, làm gì cũng phải cẩn thận. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, tính Thìn thiện lương, gặp người khó khăn là muốn giúp đỡ, không thể đứng yên nhìn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, đi lại thì phải cẩn thận, trời mưa nên tránh ao hồ sông suối hoặc nền nhà trơn trượt. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 09, 28, màu sắc cát tường là đỏ và vàng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu và tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim, mệnh chủ Tỵ Hỏa. Nhờ chính quan trợ vận nên tuổi Tỵ cực vượng trong công việc, đường công danh, thi cử thì vô cùng sáng lạn. Những bạn đang chật vật tìm việc sẽ nhận được tín hiệu tốt, một quý nhân lớn tuổi sẽ nâng đỡ tận tình, giúp cho mọi kế hoạch của người tuổi này tiến triển một cách hanh thông hơn. Tam hợp nâng đỡ giúp tuổi Tỵ may mắn trong chuyện tiền bạc. Nếu ai muốn đòi nợ thì nên tranh thủ đòi trong ngày hôm nay. Hãy nhờ đến sự trợ giúp của mạng xã hội hoặc người thân. Những ai mất mát đồ đạc hoặc thua lỗ trong chuyện làm ăn thì ngày hôm nay sẽ gỡ lại được ít nhiều, đừng lo sợ. Tình duyên của bản mệnh không được tốt vì hỏa kim bất dung, vốn là con giáp nóng tính nên đôi khi bạn bị mất kiểm soát và nặng lời với con cái. Người độc thân vẫn nhớ về tình cũ, sự thật là người ta không còn xem bạn là gì cả, thế nên bạn cũng đừng có mong chờ trong vô vọng. Theo dõi tử vi trong ngày mới của từng con giáp tuổi Tỵ cho thấy, đối với những người tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, rất ít khi giận dỗi, nhưng một khi giận dỗi là có lý do chính đáng cả, bạn không thích sống kiểu ích kỷ. Tử vi trong ngày tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, không có cuộc sống như bà Hoàng thì hãy tự mình phấn đấu để bình yên nhất có thể. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, lời nói của người khác, cuộc sống của mình, đừng để chuyện thị phi quyết định bạn có hạnh phúc hay không. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, số may mắn đi ra ngoài
hay được người khác giúp đỡ, ăn ở có phúc thì sẽ có phần. Bởi vì tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, tiền bạc hanh thông, đầu óc vô tư, không phải lo nghĩ nhiều vì có người thân gánh hộ. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 20, 91, màu sắc cát tường là be và cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu và người tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ có một ngày mới làm việc hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim và mệnh chủ Ngọ Hỏa. Thiên quan cảnh báo từ Ngọ hôm nay không được chủ quan trong công việc. Tính hấp tấp của bạn sẽ đưa bạn đến sai sót nhầm lẫn, vì thế nên hãy cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Bạn cũng không nên nghe lời người ngoài trong các quyết định cá nhân kẻo hối hận về sau. Con giáp này thu ít chi nhiều nên nguồn tài chính cá nhân ở thời điểm này khá bấp bênh. Sau kỳ nghỉ lễ thì ví tiền của bạn vơi đi khá rõ, nhất là những bạn trẻ. Đồng thời tâm trạng thay đổi thất thường là nguyên nhân khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm về tiền bạc. Đường tình cảm bất ổn vì hỏa khắc kim. Những bạn đang có mâu thuẫn với nửa kia thì ngày càng căng thẳng do cái tôi của cả hai quá cao. Hội độc thân khá kén chọn. Mỗi lần ai hỏi đến chuyện yêu đương thì bạn tỏ thái độ khá hời hợt và cũng bất cần. Theo dõi tử vi trong ngày của từng con giáp tuổi Ngọ cho thấy, đối với những người tuổi giáp Ngọ mệnh kim, biết đâu những chuyện không thành là do ông trời đang cho bạn cơ hội để quay đầu lại. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, bạn rơi vào trạng thái vô định khi nghĩ về tương lai của mình, tâm trạng cũng mông lung. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, hãy nhủ với lòng mình rằng bây giờ vẫn là chưa muộn, phải cố gắng đối xử với bố mẹ tốt hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, là người hay lo, lúc nào cũng sức khổ vào thân, không biết lượng sức mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, đặt niềm tin sai chỗ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Sự nghiệp trong ngày hôm nay của tuổi Ngọ đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 5736, màu sắc cát tường là hồng và nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần và tuổi Mùi. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ có một ngày làm việc hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim, mệnh chủ Mùi Thổ. Tử vi cho thấy tuổi Mùi gặp thiên ấn chiếu mệnh nên công việc khá ổn nhờ vào sự tài tình của bản thân mình. Một số người làm cấp trên được nhân viên hỗ trợ hết mình, bạn có tiếng nói uy tín ở cơ quan. Bên cạnh đó, con giáp này cũng không nên đáp lại sự giúp đỡ của mọi người bằng ân huệ rất tử tế và công bằng. Hôm nay, bạn thoát được mọi vận đen liên quan đến tiền, nhưng cũng không nên chủ quan và xem thường bất cứ ai. Những lời bạn nói ra hôm nay sẽ có tác động đến đường tiền bạc của bạn sau này. Dù giàu có hay đang ở vị trí cao đến mấy đi chăng nữa thì cũng nên khiêm tốn trong chuyện tiền nong. Vận trình tình cảm có điểm sáng trong ngày khi cục diện thổ sinh kim giúp cho con giáp dễ gần này chiếm được sự tin yêu của nhiều người. Hôm nay đi ra ngoài thì bạn cũng rất dễ được mọi người khen ngợi và ngưỡng mộ vì ăn nói nhẹ nhàng, phong cách ăn mặc sạch sẽ và gọn gàng. Theo dõi tử vi trong ngày của từng con giáp tuổi Mùi cho thấy, đối với những người tuổi Ất Mùi mệnh kim, tài lộc có chút may mắn nhưng lại không lớn, hãy quản lý chi tiêu thật tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh thủy, thành công không khoe khoang, luôn biết bản thân là ai nên được người khác nể nang. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa, hy sinh khá nhiều cho gia đình, nhiều lúc cảm thấy bất lực với chính những người thân quen. Tử vi trong ngày tuổi Tân Mùi mệnh thổ, mối quan hệ đã một lần rạn nứt thì dù ta có cố gắng hàn gắn cũng khó có thể quay lại như trước.
Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh mộc, tinh thần hăng hái, muốn tự chủ kinh tế nên rất chăm chỉ trau dồi kiến thức. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 31, 55, màu sắc cát tường là đỏ và vàng. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 3 đến 5 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi có một ngày làm việc hanh thông, may mắn và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim và mệnh chủ Thân Kim. Trong ngày hôm nay, thiếp tài lâm vận không có lợi cho sự nghiệp của con giáp tuổi Thân. Bản mệnh sẽ gặp đối thủ kèn cựa, cạnh tranh bẩn trong công việc. Cây bốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Nếu cứ nhường nhịn tiểu nhân thì bạn rất dễ gây ra thiệt hại và sai sót trong công việc, nên cứng rắn và thẳng thắn hơn nữa. May mắn là tài vận có tam hội nâng đỡ nên bạn khá may mắn có nguồn thu ổn định. Những bước đổi mới của bạn trong thời gian qua đã đem lại kết quả tích cực. Người buôn bán thì đắt khách, có thêm khách mới ủng hộ, có tiền lời nhờ khả năng giữ khách của mình. Vận trình tình duyên khởi sắc, nhất là những ai đang mong chờ vào tình bạn, quan hệ làm ăn. Gần đây tuổi Thân đã cải thiện được kỹ năng giao tiếp nên cũng thu được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Bạn luôn tích cực giúp đỡ bạn bè xung quanh và cũng nhận lại được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Theo dõi tử vi trong ngày mới của từng con giáp tuổi Thân cho thấy, đối với người tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, cầu thời cầu vận không bằng cầu mình, hãy tự cố gắng chứ đừng trông chờ vào ai. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, học hành làm việc tốt là ấm vào thân mình, đừng nghĩ nhiều. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, hôm nay sẽ có chuyện vui tìm đến bạn, nhưng đừng kể cho nhiều người biết. Tử vi trong ngày tuổi Canh Thân mệnh Mộc, lao lực nhưng rồi sẽ có kết quả tốt, trời xanh luôn có mắt. Tử vi trong ngày tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, tinh thần căng thẳng nên dành thời gian thư giãn cho bản thân nhiều hơn. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 3 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 45, 71, màu sắc cát tường là bạc, xanh lam. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân có một ngày mới làm việc hanh thông, may mắn và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim và mệnh chủ Dậu Kim. Theo dõi tử vi hàng ngày cho thấy, tuổi Dậu không may mắn trong công việc vì gặp tỷ kiên chiếu mệnh. Nếu không cẩn thận thì công sức bạn bỏ ra trong thời gian qua sẽ bị phủi bỏ một cách trơ trẽn. Hôm nay bạn sẽ bị sai khiến bất ngờ, đang yên đang lành lại phải làm không công cho những người không đâu. Tài vận thì xuống dốc vì lâm tự hình, tâm trạng không tốt khiến bạn đưa ra những ý tưởng điên rồ trong chuyện tiền nong. Bạn kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, hay bị chính những người thân quen quyệt tiền. Cũng chỉ vì quá tin người, dễ tính nên con giáp này dễ mắc bẫy lừa lọc. Bạn bị động trong mối quan hệ yêu đương hiện tại, không làm chủ được cảm xúc của mình, nói ra những lời khiến cho nửa kia tổn thương. Hội độc thân vì tâm trạng bất ổn nên cũng khá bất cần. Nhiều chuyện gia đình xảy ra khiến bạn không tha thiết yêu đương trong thời gian này. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Dậu cho thấy, đối với những người tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, ngày hôm nay đừng vì một cá nhân mà đánh giá tập thể và ngược lại. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, hãy luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác nhưng lại thường làm lơ cảm xúc của bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, tính hay áy náy, sợ làm người ta phật ý nên lúc nào cũng là người sống quá biết điều. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, càng quen biết nhiều càng phức tạp nên hạn chế giao lưu với người lạ. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, hôm nay bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Gia đình cũng chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao,
tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 10, 38, màu sắc cát tường là trắng và bạch kim. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu có một ngày làm việc hanh thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim và mệnh chủ Tuất Thổ. Hôm nay chính ấn nhập cục có lợi cho những bạn tuổi Tuất đang muốn theo đuổi con đường học tập, thi cử hoặc là đòi lại quyền lợi. Con giáp này nên cân nhắc việc theo đuổi lĩnh vực mới, có thể sẽ giúp cho bạn thoát được làn sóng đào thải nhân sự sau này, nhất là những bạn trẻ dưới 40 tuổi. Tiền tài thuận lợi nhờ tam hội trợ lực. Sự luồn lách của bạn trong chuyện làm ăn sẽ giúp cho bạn thu được nhiều nguồn tiền bất ngờ. Quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn thoát được nhiều xui xẻo tiền bạc ngày hôm nay. Cục diện thổ sinh kim giúp cho con giáp tuổi Tuất thăng hoa trong chuyện tình cảm. Người độc thân khá vui tính, nhận được sự mến mộ từ người khác giới. Bạn duyên dáng, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng ấn tượng, thoải mái mỗi khi nói chuyện với bạn. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, tính tình cởi mở, không thích chấp nhận nên ai cũng phải nể. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, không phải bạn keo kiệt, chẳng qua là thời gian tới có việc quan trọng cần đến tiền nên bạn khá tiết kiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, không bảo chữa cho lỗi sai của bản thân nhưng vẫn bị người khác bắt bẻ. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, có những mối quan hệ không quá quan trọng nhưng lại thật khó để buông bỏ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, luôn biết khiêm nhường trong cách cư xử hay được trẻ con yêu mến. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 17, 46, màu sắc cát tường là vàng và cam. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Dần. Giờ tốt trong ngày là từ 17 đến 19 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất có một ngày mới làm việc hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch của con giáp tuổi Hợi. Can chi Tân Dậu, thiên can Tân Kim, địa chi Dậu Kim và mệnh chủ Hợi Thủy. Công việc của tuổi Hợi hôm nay thì không tốt vì lâm thương quan. Bạn chỉ mong bản thân ích kỷ một chút để không phải lo lắng cho công việc, nhưng bạn không thể làm được. Việc hôm nay chưa làm xong đã có việc ngày mai, nghỉ lễ, nhưng việc chất đống bạn không có thời gian để giải quyết. Nếu con giáp này đang chờ người khác trả nợ ngày hôm nay thì không có. Kẻ đi nợ tiền bạn vẫn ung dung và lì lợm. Những lúc thiếu tiền như thế này thì bạn mới biết đâu là bộ mặt thật của bạn bè. Nếu bạn hỏi vay tiền họ sẽ cố tình lảng tránh. Tình cảm là điểm sáng trong ngày, nhờ kim sinh thủy, bạn khá kiên trì trong chuyện tình yêu, sớm muộn cũng nhận được phản hồi tích cực từ người mà mình yêu thích. Sự quan tâm của bản mệnh dành cho gia đình là vô cùng lớn, chữ hiếu là điều bạn luôn đặt lên hàng đầu. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Hợi cho thấy rằng, đối với người tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, bạn luôn dành nhiều tâm huyết trong công việc, không muốn bị mang tiếng xấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, con trẻ thì nên khiêm tốn, đừng cãi cố với cha mẹ, có tranh đấu thì nên đấu với người ngoài. Tử vi trong ngày tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, bạn không bao giờ quá muộn để bạn nhận ra những điều đúng đắn, nhưng bạn cũng nên nhận ra càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, không nên xem thường những dấu hiệu bất thường ở cơ thể, cần phải đi khám sớm hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, tính tình thoải mái quá mức nên dễ bị người khác lợi dụng, đừng dễ tính quá. Sự nghiệp trong ngày hôm nay của tuổi Hợi đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 40, 88, màu sắc cát tường là tím và đen. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Dần. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 5 đến 7 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video.
Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi có một ngày mới làm việc hanh thông và thuận lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết tử vi trong ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 dương lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc và trong cuộc sống của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.